trở về từ trận chiến, nên chồng cô đã không còn khả năng sinh con. Vì mong muốn có con để nối dõi tông đường, nên anh này quyết định nhờ người bạn kết nghĩa của mình quan hệ với vợ của chính mình để cô này mang thai. Xin chào các bạn, tôi là Tiêu Duy Thành. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện có thật mà như đùa về một anh trai nhờ bạn ngủ với vợ của mình. Đầu bộ phim có một đôi vợ chồng đang lái xe trên đường, để tránh người qua đường nên anh đầu chọc đánh lái và đâm phải một cái lều bên đường. Bất ngờ bên trong cái lều có đôi tình nhân đang chơi trò đẩy xe bò mà anh chọc đầu làm họ mất hứng. Hai bên cãi nhau về việc đó. Anh kia đòi anh chọc bồi thường tiền vì làm gián đoạn cuộc vui của họ. Anh chọc móc trong túi ra và đưa cho họ, nhưng lòng tham của anh kia nổi lên và tiếp tục vòi tiền của anh chọc vì đã nhìn thấy hàng của bồ anh ta. Anh chọc không đồng ý và bỏ đi, thì anh kia định đánh anh chọc. Lúc này nam chính của bộ phim đi ngang qua và can ngăn anh kia lại, và còn thách thức anh kia cứ việc đi báo công an nếu muốn. Anh kia ấm ức và dẫn bồ vào căn lều. Hai vợ chồng anh chọc địch lên xe, về thì chiếc xe lại bị hỏng và hỏi anh bạn thân rằng ở đây có tiệm sửa xe nào không. Anh bạn trả lời rằng hôm nay ngày lễ nên họ nghỉ hết rồi, hai người qua nhà tôi ở tạm rồi hôm sau gọi người sửa xe. Tối đó hai vợ chồng anh chọc ăn ở nhà bạn của mình, họ nhậu đến khuya. Khi anh chọc đã say, cô vợ đưa anh về phòng nghỉ. Lúc này anh chọc cũng cao hứng muốn đẩy xe bò cùng vợ mình, nhưng thật đáng thương cho cô vợ vì khẩu súng của anh chọc nó không chịu nghe lời anh. Anh ta thất vọng với bản thân mình và khóc lóc trách mình vô dụng không làm gì được cho vợ cả. Cô vợ chấn an tinh thần cho chồng nhưng trong lòng thì rất khó chịu vì chưa được thỏa mãn. Anh chồng lăn ra ngủ nhưng cô vợ thì vẫn chằn chọc khó ngủ. Cô đi ra ngoài giặt đồ. Thay vì giặt đồ thì cô ngó nghiêng xem có ai ở đó không và bắt đầu sờ soạng lên cơ thể mình một cách mãnh liệt. Lúc này anh bạn của chồng cô đi ngang qua thấy cảnh này, anh ta như hóa đá. Anh định bỏ đi nhưng với vẻ đẹp khó cưỡng của cô ấy thì anh không thể nào mà đi được. Anh ta nuốt nước bọt thèm thuồng. Cô vợ của anh chào khi đã tự sướng và thỏa mãn cơn thèm dai thì bất chợt thấy anh bạn của chồng mình đang đứng đó với ánh mắt như muốn làm thịt cô. Cô giật mình và chạy vội vào nhà. Anh kia khi chứng kiến thấy cảnh tượng như vậy khiến anh ta cảm thấy nóng trong người và anh đi ra xả nước lên người để giải tỏa cơn nóng đó. Sáng sớm hôm sau cô gái dậy sớm, cô và anh bạn của chồng gặp nhau. Cô ấy tỏ vẻ ngượng ngùng vì chuyện đêm qua. Lúc này anh đầu chọc cũng vừa thức dậy, anh ta có vẻ thoải mái khi thức giấc. Họ cùng nhau đi chợ vào buổi sáng. Cả buổi hôm đó anh chàng kia cứ như người mất hồn, anh ta lúc nào cũng nhìn vào cô gái, không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Đến tối về nhà, anh ta nhìn trộm vợ của bạn đang thay quần áo bên trong nhà. Anh ta nhìn cô ấy với bộ dạng thèm thuồng. Bất chợt anh ta bị bạn của mình phát hiện ra hành vi của mình. Anh giải thích với bạn của mình nhưng anh chọc đầu không nghe. Anh chọc kể cho anh bạn mình nghe về câu chuyện của mình. Vì anh tham gia chiến tranh và thằng nhỏ bị trọng thương nên mất khả năng làm cho vợ thỏa mãn. Và anh chọc muốn nhờ anh giúp đỡ một việc hết sức quan trọng, đó là làm cho vợ anh ta có bầu để anh chọc được thừa kế tài sản của gia đình để lại. Chỉ cần vợ tôi có bầu, tôi sẽ cho anh một số tiền. Anh bạn rất ngạc nhiên vì lời đề nghị đó. Nếu là bạn thì bạn có đồng ý về cuộc trao đổi này không? Còn át thì át không đồng ý nhé. Và anh bạn cũng đang mở cờ trong bụng và cầm lấy số tiền đó cho cuộc giao dịch. Anh chọc đưa vợ lên giường và trấn an tâm lý cho cô. Anh ta ngồi bên cạnh chiếc giường và xem bạn của mình lên giường cùng với vợ mình trong đau đớn. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác vì khẩu súng của anh đã hỏng và không làm được việc đó nữa. Hôm sau anh chọc cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ cho cả ba người, trong khi anh bạn và cô vợ có vẻ ngại ngùng. Anh bạn có vẻ quan tâm đến cô gái hơn, anh tặng cho cô chiếc vòng tay như vật tính ước. Thực ra là anh ta cũng có tình cảm thực sự với cô chứ không hẳn là một cuộc mua bán nữa. Cô gái thì nghĩ rằng đó chỉ là cuộc mua bán, cô không có tình cảm với anh. Anh bạn cố gắng nói cho cô hiểu tình cảm của mình với cô. Và cảm xúc của anh đã lên cao trào khi không được sự đồng ý của cô thì anh ta đã cưỡng ép cô gái để đạt thỏa mãn của bản thân. Anh chọc lúc này về đến nơi, nhìn thấy cảnh vợ mình đang làm tình với bạn, đành nấp sau cánh cửa để cho bạn mình đưa vợ mình lên đỉnh nốt. Bất ngờ cuộc vui bị đứt quãng khi tên đàn ông hôm trước mà vợ chồng anh chọc đâm phải đến nhà và bắt gặp cảnh thế này. Hắn ta liền bảo con trai chụp ảnh lại lấy chứng cứ để trình báo công an về đôi gian phu dâm phụ này. Anh bạn lao vào để cướp lại chiếc máy ảnh nhưng bị ông kia dùng gậy đánh vào người. Hai cha con người đàn ông kia túm lấy cô gái để sàm sỡ thì anh chọc xông vào nhà. Anh chọc hỏi họ muốn gì, ông ta thản nhiên đáp, tao chỉ đánh ghen giúp mày thôi, mày trả công cho tao đi. Anh chọc nói rằng, đó là chuyện hợp đồng giữa tôi và anh ta chẳng liên quan gì tới ông. Ông kia nói, vậy tao sẽ đưa chúng mày lên công an về tội thông dâm. Nói xong, hắn ta bắt lấy cô gái đưa về nhà của hắn, yêu cầu anh phải nộp tiền cho hắn, thì hắn sẽ thả vợ anh ra và không báo công an nữa. Lúc này vợ anh chọc bị nhốt tại nhà của người đàn ông kia. Vợ của ông ta đến chỗ cô gái và ra vẻ thông cảm và hiểu câu chuyện của cô. Nhưng thực ra cả nhà người đàn ông kia là một lũ gian xảo, chúng diễn một vở kịch kẻ đấm người xoa cho cô xem. Khi cô ta đi ra ngoài, thì chồng và con trai cô ta vào trong phòng để hấp diêm cô gái.
trông vẻ mặt của chúng lúc này như những kẻ khát tình khi vừa được một cô gái điếm. Hai cha con hắn thay nhau xé quần áo của cô ra và hấp diêm cô. Bà vợ lúc này đang thì thầm với cô rằng, mày dám dụ dỗ chồng con tao, tao sẽ hành hạ mày. Anh chọc lúc này đến nhà của người đàn ông kia để giao tiền chuộc vợ về, cô vợ ôm chầm lấy anh và khóc. Người đàn ông lúc này giao lại cho anh chọc tất cả số ảnh mà hắn ta đã chụp được. Sau khi biết vợ mình bị hai cha con kia hãm hiếp nên bị mắc bệnh giang mai và khiến cô phải phá thai, anh chọc đã đến nhà người đàn ông kia để trả thù nhưng đã bị vợ hắn giết chết và tạo một hiện trường tai nạn giao thông giả để qua mắt công an. Cô đến nhà xác để tạm biệt chồng lần cuối và lên ý định báo thù cho chồng. Cô đã giết hết cả nhà người đàn ông đã sát hại chồng mình thật ghê rợn vì những gì mà họ đã gây ra cho cô. Đó là một kết cục bi thảm nhưng nó xứng đáng cho những kẻ gây ra tội ác. Kết thúc phim, cô gái cầm bài vị của chồng nhảy xuống vực thẳm để kết thúc cuộc sống này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.